Selena Gomez nhắc về mối tình với Justin Bieber, chia tay đau đớn nhưng là điều tuyệt nhất. Có lẽ nhiều người hâm mộ của Selena Gomez và Justin Bieber vẫn còn tiếc nuối cho mối tình của cặp đôi. Thế nhưng chia tay là tốt hay xấu thì chỉ có người trong cuộc mới có thể đánh giá đúng được. Trong bộ phim tài liệu mới nhất về cuộc đời mình mang tên My Mind Me, Selena Gomez đã bày tỏ mọi tâm tư, những thăng trầm trong 6 năm đầu biến cố vừa qua của cô. Và tất nhiên không ngoài dự đoán của khán giả, Selena một lần nữa nhắc về mối tình khắc cốt ghi tâm của cô với Justin Bieber. Xúc động khi suy ngẫm lại quá khứ, Selena nói, mọi thứ diễn ra công khai, tôi cảm thấy đã bị ám ảnh bởi mối quan hệ trong quá khứ mà không ai muốn buông bỏ. Sau đó tôi chỉ vượt qua nó và không còn sợ hãi nữa. Selena và Justin hẹn hò từ năm 2010 khi cả hai còn ở tuổi teen. Hai ngôi sao luôn nặng lòng với nhau nên nhiều lần chia tay rồi tái hợp. Đến năm 2018, cặp sao mới thực sự chấm dứt và lựa chọn cuộc sống mới. Tôi cảm thấy như mình phải trải qua cuộc chia tay kinh khủng nhất và rồi buộc phải quên ngay mọi chuyện vậy. Điều này thật hoang mang. Nhưng tôi nghĩ đây là điều cần phải xảy ra. Đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi, Selena khẳng định. Thời gian sau, Selena viết ca khúc Lose You To Love Me kể về những cảm xúc đó. Cô tiết lộ đã viết bài hát trong vòng 45 phút. Đó không phải chỉ là một tình yêu đã mất. Selena giải thích về lời bài hát. Đó là việc tôi học cách chọn chính mình, chọn cuộc sống cho mình. Nhưng cũng hy vọng mọi người có thể tìm thấy ân sủng và bình yên trong đó. Bài hát nói về việc bạn biết mình đã hoàn toàn đánh mất một phần con người bạn để khám phá lại bản thân một lần nữa. Vài tháng sau chia tay, Justin Bieber hẹn hò rồi nhanh chóng đăng ký kết hôn với người mẫu Hailey Baldwin. Tháng 10 năm 2018, Selena suy sụp tinh thần vì sức khỏe suy giảm do bệnh lupus ban đỏ, buộc cô phải bước vào đợt điều trị dài ngày. Khi tin tức về Selena đăng tải trên báo, Justin Bieber được trông thấy khóc trong xe hơi bên cạnh Hailey. Những năm qua, Selena Gomez tập trung chăm sóc bản thân, vực dậy cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Cô có cuộc sống độc thân vui vẻ, dành thời gian đi chơi với bạn bè và tái xuất màn ảnh nhỏ với show truyền hình nấu ăn cùng bộ phim hài hình sự Only Murders in the Building. Ngoài ra, ngôi sao 30 tuổi cũng thử sức ở lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm. Selena giữ mối quan hệ thân thiện với vợ chồng Justin Bieber. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 8, Hailey Bieber kể cô và Selena đã trò chuyện và dành sự tôn trọng cho nhau. Đến tháng 9 khi gặp gỡ cùng sự kiện tại Los Angeles, Hailey và Selena ôm nhau chụp ảnh như những người bạn thân thiết. Ở thời điểm hiện tại, bộ phim tài liệu về cuộc đời Selena đang vấp phải làn sóng chỉ trích từ dư luận khi Selena Gomez không hề nhắc tới người bạn thân Branca Braisa đã hiến thận cho mình. Đây là bộ phim được ngôi sao 30 tuổi phát hành nhằm giúp khán giả hiểu rõ những khó khăn, những căn bệnh mà cô phải đương đầu để có được ngày hôm nay. Tuy nhiên, người ân nhân hiến thận để giúp cô vượt qua căn bệnh lại không hề được nhắc tên trong bộ phim này. Chưa dừng lại ở đó, Selena còn bị chỉ trích khi gọi Taylor Swift là người bạn thân duy nhất trong ngành giải trí. Branca Braisa cũng là một nữ diễn viên tại Hollywood, nhưng việc cô không được Selena nhắc tên đã khiến khán giả phẫn nộ. Hiện Branca đã hủy theo dõi Selena Gomez sau phát ngôn của nữ ca sĩ. Bộ phim tài liệu về giọng ca sinh năm 1992 được đạo diễn bởi Alex Kazintsev. Ông cũng là đạo diễn nổi tiếng từng đạo diễn phim tài liệu âm nhạc của Madonna vào năm 1991 mang tên True or Dare. Hiện bộ phim đã chính thức được ra mắt khán giả trên nền tảng trực tuyến Apple TV+.